Chương 1368, ánh sáng thái cổ. Nhất là dưới sự phản vệ, hắn đường đường là cường giả thái cổ, đường đường là tà hoàng cuối cùng, miệng tràn máu tươi. Dù thương thế với hắn mà nói cực kỳ bé nhỏ, nghe mắt lại biến mất, nhưng với tôn nghiêm của hắn có tổn thương. Còn có tiếng xôn xao kinh ngạc tất cả mọi người phía dưới, làm cho mắt tà hoàng mắt hiện sát cơ còn mãnh liệt hơn so với trước vô số lần. Khí tức chúa tể, thật hay cho một khí tức chúa tể. Bạch Tổ Thần chấm quả thực xem thường người, chưa điều trò chơi này nên kết thúc, một quyền này chính là chỗ dựa của người sao? Như vậy ta để cho người biết chỗ cường hãn của thái cổ. Tà hoàng theo nhau mắt lại, thời điểm truyền câu nói, tay bỗng nhiên đưa đến, dưới từng cái bấm quyết nhất thời trời cao phía sau, chớp mắt nổ lớn, cuối cùng từ trong hư vô, từ không trung dâng đến mặt trời đỏ. Đó là mặt trời vô cùng to lớn, chớp mắt xuất hiện, mặt trời vốn ở đỉnh cao, tồn tại thuộc về tiên vực vĩnh hằng lúc này ảm đạm tới khi nháy mắt biến mất. Sau khi nó biến mất, mặt trời đỏ phía sau tà hoàng bất chợt bành trướng, giống như thay thế bằng mặt trời ban đầu trở thành duy nhất. Khí thế vượt qua lúc trước, lúc này bạo phát. Người biết không, tiên vực vĩnh hằng chỉ có thể có hai thái cổ, thánh hoàng dung hợp mặt trăng, ta dung hợp mặt trời đỏ. Cho nên nhất định, người cùng với bất kỳ kẻ nào cả đời này tuyệt đối không có cách nào có thành tựu vị trí thái cổ tiên vực vĩnh hằng. Bí mật này chậm nói cho người, như vậy hiện tại ngươi liền là mang theo bí mật này đi chết đi. Mặt tà hoàng đột nhiên dữ tợn, hai tay vung mạnh, nhất thời mặt trời đỏ trong trời cao phía sau hắn trực tiếp bạo phát, hình thành sóng nhiệt sống hủy thiên diệt địa, lại như muốn đốt cháy tất cả, hủy diệt chúng sinh trực tiếp hạ xuống, nhìn phương hướng là bao trùm toàn bộ thành đá lớn. Hiển nhiên trong mắt tà hoàng, sinh tử những người nơi đây hắn không thèm để ý chút nào, chỉ cần giết Bạch Tiểu Thuần, chỉ cần chờ sau khi Bạch Tổ Thần tử vong cướp quạt truyền thừa của hắn, như vậy với tàu hoàng mà nói đều có giá trị. Theo mặt trời đỏ hạ xuống, thành đá lớn trực tiếp bắt đầu tan chảy, vô số tu sĩ trong tiếng kêu thê lương thảm thiết phía sau lối tiếp bỏ chạy, vẫn chậm một chút, mắt tới hôm nay là bị hỏa táng làm cho tàn. Và giờ phút này tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, khóc lóc kể lể không có cách nào tin nổi, không ngừng vang vọng. Bạch Tổ Thần nheo mắt hít một hơi sâu. Thật ra giờ phút này tà hoàng thi triển phương pháp mặt trời đỏ khiến tâm thần hắn cũng chấn động mãnh liệt. Chỉ là tà hoàng tính sai một điểm, hắn cho rằng bất diệt chúa tể quyền át chủ bài của Bạch Tiểu Thuần, thực tế át chủ bài thực sự của Bạch Tiểu Thuần không phải vậy. Lúc này không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy trời đỏ sắp tới gần, hỏa diễm ngập trời, thậm chí thân thể giờ phút này giống như bị bốc cháy. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên giơ tay phải, thần niệm thông qua phương thức đặc biệt cùng lại truyền tống, trực tiếp xác định phong tỏa bảo quạt trong tinh không. Lúc này bảo quạt vốn bay trong tinh không đột nhiên chấn động. Tuấn Con Niển cùng Chu Tử Mạch trên đó thần sắc biến hóa, Tiểu Khí Linh còn bay ra, họ lập tức thấy trên mặt trời quạt sông dài quân cờ trong tay một vị lô bộc thái cổ ngồi trên thuyền cô độc, chớp mắt bạo phát ánh sáng mãnh liệt, chớp mắt lao ra trực tiếp biến mất trong tình không. Lúc nó xuất hiện thình lình trong tiên vực vĩnh hằng, tà hoàng chiếu tiên vực thứ hai, bầu trời tan chảy, đó là một đạo ánh sáng chói mắt vô tận, giống như là cùng mặt trời đỏ tranh nhau phát sáng. Trong chớp mắt xuất hiện, cường hãn giống tà hoàng mặt cũng biến sắc, lập tức cảm nhận sóng dao động trong ánh sáng, sắc mặt hắn lần đầu hoàn toàn đại biến. Đây là, ta gọi nó là ánh sáng thái cổ. Giờ phút này thanh âm Bạch Tổ Thần bỗng là vang trong thiên địa. Trong sự tuyệt vọng, vô số người trên mặt đất dưới mặt trời đỏ hạ xuống, trong nháy mắt tiên vực thứ hai run rẩy, đó ánh sáng thái cổ trực tiếp phát ra ánh sáng càng mãnh liệt, mang khí tức thái cổ nồng đậm lao đến thẳng mặt trời đỏ. Thiên địa chấn động, bát phương nổ lớn, ánh sáng thái cổ là Bạch Tổ Thần từng khảo nghiệm, biết rõ ràng uy lực nó rất lớn, giống như một đòn toàn lực một vị cường giả thái cổ. Dù cái này quan hệ đến lô bộc thái cổ phần nhiều là từ bàn cờ, Bạch Tiểu Thần từng nghiên cứu qua, xác định bàn cờ này là một chí bảo, trong tay thái cổ có thể hoàn mỹ bạo phát chí bảo. Lúc này dưới thiên địa chấn động, ánh sáng thái cổ trực tiếp cùng mặt trời đỏ va chạm. Mặt trời đỏ kinh thiên động địa này dù không có hoàn toàn bị chấn động, nhưng dưới ánh sáng thái cổ vẫn trực tiếp bị đánh ra lỗ lớn. Ầm ầm ầm, thanh âm đình tài nhức óc truyền khắp toàn bộ tiên vực vĩnh hằng. Giờ phút này không chỉ là trong tà hoàng triều chấn động, ngay cả chỗ đại lục thánh hoàng triều cũng rung động. Trong thánh hoàng thành, tất cả thiên tôn mỗi người chợt ngẩng đầu, tâm thần dâng lên sóng lớn, nhìn phía tà hoàng triều. Thực tế trước đó, tà hoàng thi triển thuật pháp tiêu tan mặt trời, lấy mặt trời đỏ của bản thân thay thế. Bọn họ cảm nhận lúc này theo sóng dao động còn mãnh liệt hơn so với trước chuyển lại toàn thế giới, lòng họ là hoảng sợ. Đây là cuộc chiến thái cổ, chả sao lại vậy? Là ai đánh với tà hoàng một trận? Theo đám Trần Tô cùng cổ thiên quân hoàng sợ thất thanh, trong hoàng cung thánh hoàng thành, thần sắc thánh hoàng vô cùng ngưng trọng bước ra, đứng trên bầu trời, lòng hắn đã dâng đến sóng lớn kinh thiên tử lâu.
Chương 1369 thật sự không còn. Đám cổ thiên quân không cảm giác được vừa vạn Na'vi. Lúc này cảm nhận thái cổ rõ ràng triệt để. Tuy không có cách nào thấy được cuộc chiến đấu cụ thể, nhưng hắn nhắm mắt trong thần niệm hiện ra là cảnh tượng Bạch Kiều Thần cùng Tà Hoàng giao chiến đưa đến sóng dao động. Do đó hắn thổi diễn sinh hình ảnh bất luận bất diệt chúa tể quyền trước đó, hay là ánh sáng thái cổ sau này đều nổi lên. Bạch Tiểu Thuần, giờ phút này tâm tình Thánh Hoàng đột nhiên dậy sóng lớn, ký tức chúa tể vốn khiến hắn chấn động, ánh sáng thái cổ xuất hiện càng làm hắn hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh. Chỉ có điều loại ngoại lực này tuy mạnh, Bạch Tiểu Thuần này chắc hẳn chỉ có cơ hội thi triển lần này. Dù sao cái này so với một đòn toàn lực của thái cổ, Thánh Hoàng dù chấn dung, bằng phán đoán lại tự tin, ngoại lực mức độ này tất là cực kỳ hạ khắc. Vào giờ phút này cùng nghĩ vén là Tà Hoàng trên bầu trời trong thành đá lớn, nước tầm tần hắn chấn động, nhìn ánh sáng thái cổ dù không có hoàn toàn chấn động mặt trời đỏ của mình, nhưng đánh ra lỗ lớn khiến mặt trời đỏ hiện vết nứt. Nếu xuất hiện thêm vài lần, dù không có cách nào phá hủy mặt trời đỏ của hắn, đánh cho trọng thương cũng không phải không có khả năng. Tất cả điều này khiến lòng hắn là cơ bản không cách nào bình tĩnh. Chỉ có điều này, loại ngoại lực này Bạch Kiều Thần ta không tin ngươi thi triển thêm lần thứ hai. Sắc mặt Tà Hoàng thầm trầm, tay phải bấm quyết chỉ mặt trời đỏ. Nhất thời mặt trời đỏ lấy tốc độ nhanh hơn so với trước, đột nhiên hạ xuống tính toán, hoàn toàn tiêu đốt cháy Bạch Tiểu Thần cùng toàn bộ đại địa. Nhưng lúc này khóe miệng Bạch Tiểu Thần mang máu tươi bỗng cười, không có lần hai sao? Làm sao ngươi không biết? Ngươi biết ánh sáng thái cổ ta không có lần hai. Bạch Tiểu Thần cười hả, mắt lộ ánh sáng kỳ dị, toàn thân tản ra sự tự tin mãnh liệt. Hình như chính hắn giờ phút này quên mình hiện tại lại có 14 ánh sáng thái cổ. Trước đây trừng phạt tiểu khí linh một đạo là thời điểm Tống Quân Hiển cùng Chư Tử Mạch thức tỉnh, do đó khiến cho Bạch Tiểu Thần ở đây sớm đã khôi phục số lượng 15 lần. Giờ phút này biểu lộ ra giống như là mình có vô số. Với Tà Hoàng đối mặt với mặt trời đỏ gạo thét, tay phải Bạch Tiểu Thần lại vùng mạnh. Không cần phải sợ, Bạch gia gia nhà ngươi thật ra không có bao nhiêu. Trong tiếng gầm nhẹ, theo thần niệm Bạch Tiểu Thần cùng bảo quạt trong khí linh dùng hợp nhất thời, trên tiên vực Vĩnh Hằng xuất hiện ánh sáng thái cổ lần hai. Không kết thúc, trong phút chốc, ánh sáng thái cổ thứ ba biến ảo lao đến. Trong tiếng nổ lớn, hai luồng ánh sáng thái cổ phát ra chiến lực thái cổ thật sự lao đến mặt trời đỏ. Toàn thân Tà Hoàng chấn động mạnh, mắt trợn tròn, đầu chấn động. Thật ra Bạch Tiểu Thần lần này ra tay dù đối với hắn cũng phán đoán của mình trước đó xuất hiện dao động. Cùng lúc đó theo ánh sáng thái cổ tới gần, nháy mắt trực tiếp đánh vào mặt trời đỏ. Mặt trời đỏ chấn động truyền ra tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Sau đó trong mặt trời đỏ thình lình xuất hiện hai hố sâu. Ánh sáng thái cổ, ngay cả cánh tay chúa tể cũng có thể đánh ra thường thế kích thước giống như quân cờ. Mặt trời đỏ này dù là bị Tà Hoàng dung hợp mặt trời tiên vực Vĩnh Hằng tạo thành, uy lực kinh thiên, so sánh cánh tay chúa tể kém hơn không ít. Cho nên trên mặt trời đỏ xuất hiện hố sâu, dù không phải xuyên qua thấy được cũng phải giật mình. Dưới chấn động này, ánh sáng của bản thân mặt trời đỏ bị giảm mạnh, ngay cả nhiệt độ nóng như lửa đã giảm bớt rõ. Cũng đó bởi vì liên tiếp bị hao tổn, không chỉ tốc độ chậm, bản thân Tà Hoàng dưới sự cắn trả không chỉ khóe miệng tràn máu tươi, mà lần đầu trực tiếp phun một búng máu. Sao có thể vậy được? Tà Hoàng hít thở dồn dập, chăm chăm nhìn Bạch Tiểu Thuần, ngực cắn không ngừng là. Đồng thời, tâm thần hắn tràn ngập cảm giác không tiếp nhận, không thể tưởng tượng. Dù hắn biết Bạch Tiểu Thuần là chủ nhân quả tàn, vẫn không có cách nào tưởng tượng thời gian ngắn ngủi nửa sáp, Bạch Tiểu Thuần lại có thể biến hóa to lớn chênh lệch giống giữa trời cùng đất. Trước đây Bạch Tiểu Thuần trước mặt hắn dù miễn cưỡng chống lại đòn hư ảo, nếu hắn muốn giết không nói dễ như trở bàn tay, nhưng tuyệt không xuất hiện vấn đề. Hôm nay hắn không thể không thừa nhận Bạch Tiểu Thuần có một quyền chúa tể này coi như là có chiến lực nửa bước thái cổ. Nếu chỉ vậy hắn còn nắm chắc chấn áp. Chỉ trong ánh sáng thái cổ của Bạch Tiểu Thuần ẩn chứa chiến lực thái cổ chân chính, khiến tất cả điều này hoàn toàn nghịch chuyển. Tà Hoàng dù không muốn thừa nhận, giờ phút này trong lòng biết rõ hắn đối với Bạch Tiểu Thuần đã là không thể làm gì, trừ khi hắn không tiếc ra lớn, không tiếc tất cả cùng Bạch Tiểu Thuần triển khai một hồi cuộc chiến sinh tử. Dù liều mạng bị thương, chỉ vì nếu là tiên vực Vĩnh Hằng này chỉ có một thái cổ là hắn có thể lựa chọn như vậy. Nhưng Thánh Hoàng quan tâm hắn làm sao không biết. Lúc này Tà Hoàng hy vọng nhất chính mình không có để ý trả giá chém giết Bạch Tiểu Thuần. Chính vì một khi hắn ở nơi đây có thương thế, Thánh Hoàng nhất định ra tay trước tiên. Đến khi đó mình thực gặp nguy cơ sinh tử. Thậm chí nếu chạy trốn, Thánh Hoàng tất nhiên nắm chắc cơ hội phát động chiến tranh. Đến khi đó Thánh Hoàng nắm giữ càng nhiều tiên vực, thần thông niệm pháp xuất hiện ở đây, khiến cho mình dù là sau này khôi phục hiện ra cũng là hoàn toàn bị động. Sau khi suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn, dù là Tà Hoàng không muốn cũng chỉ có thể nhìn Bạch Tiểu Thuần lòng ủy khuất cực hạn,
Hết lần này đến lần khác hắn vẫn là nhất định phải đè xuống. Đáng chết, lẽ nào chuyện này khó giải quyết vậy sao? Tào Hoàng thở dốc có chút không cam, mắt lộ hàn quang, kích động muốn bất chấp thương thế đi tiêu diệt Bạch Tiêu Thuần. Ánh sáng thái cổ của hắn không có khả năng, không có giới hạn, chỉ cần ta tìm kiếm ra giới hạn như vậy, dưới tình huống khiến mình không hao tổn giết hắn, lại khiến cho Thánh Hoàng lo lắng không dám dễ dàng ra tay, cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới sát cơ, mắt Tà Hoàng càng mãnh liệt, thân thể thoáng lắc, hai tay bấm quyết nhất thời toàn thân cùng mặt trời đỏ trực tiếp dung hợp. Trong tiếng lộ lớn, ánh sáng mặt trời đỏ ảm đạm chợt tăng vọt. Sau khi mặt trời đỏ dung hợp, Tà Hoàng đạt đến trạng thái mạnh nhất, chính là mặt trời đỏ là hắn. Lúc này dưới một bước tốc độ nhanh hơn, hơi nóng như lửa ngập trời, quách trương mặt đất khô hạn hư vô vặn vẹo. Trên mặt đất không ít người trực tiếp phát tiếng kêu thê lương thảm thiết, mắt thường thấy là từ từ trở thành xác khô. Bạch Tiêu Thuần, bản hoàng lại đánh cược với người, không có phát ra được mấy cái ánh sáng thái cổ. Tào Hoàng gầm ghé tốc độ bay nhanh, dưới tiếng lộ lớn khoảng cách giữa hắn cùng Bạch Tiêu Thuần càng gần. Mắt thấy Tào Hoàng cố chấp, Bạch Tiêu Thuần nheo mắt, biết mình còn 12 đạo, hiểu rõ ngàn vạn không thể lộ ra điểm mấu chốt, nở nụ cười, mắt thoáng lộ sự ung dung thản nhiên mở miệng. Lại bị ngươi nhìn thấy, lỗ lực trên lỗ lực lên, kiên trì một chút, ta không lừa ngươi còn có một đạo cuối. Hắn nói tay phải chỉ trời cao, nhất từ một đạo ánh sáng thái cổ ầm ầm hạ, còn không kết thúc, theo thanh âm Bạch Tiêu Thuần vang vọng, đạo ánh sáng thái cổ thứ năm cũng hiện tới. Liên tục hai đạo ánh sáng nhất thời khiến lòng Tà Hoàng chấn động mãnh liệt, phát hiện mình thế mà nhìn không thấu được lội tình Bạch Tiêu Thuần, biết rõ ràng đối phương không có khả năng sử dụng vô hạn, hết lần này tới lần khác lại không tìm hiểu được rõ ràng cụ thể. Mà bất luận nhìn thế nào, số lượng cụ thể đối phương hình như là đều nhiều hơn, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhất là lúc này dưới tâm thần hắn lần nữa bị chấn động, theo Bạch Tiêu Thuần khẽ vùng hất cảm ngạo nghễ mở miệng, lần này thật là một đạo cuối cùng. Tiếng động ầm ầm vang vọng trên trời cao, sau khi hai đạo thái cổ vừa xuất hiện, lại một đạo thái cổ bỗng hiện ra biến ảo. Tất cả điều này làm giống như là cọng rơm cuối cùng đè chết Lạc Ca, khiến tâm thần Tà Hoàng sóng lớn. Hắn đến cùng là có bao nhiêu đạo vậy? Lòng Tà Hoàng thầm ủy khuất, còn bị thương cầm phẫn. Nếu Bạch Tiêu Thuần không thừa nhận thì thôi, hết lần này Bạch Tiêu Thuần thể hiện bộ dáng thừa nhận, khiến Tà Hoàng cầm tức, đồng thời càng tìm không có chúng. Lúc này hắn nhanh né tránh, nhưng mặt trời đỏ quá lớn, ánh sáng thái cổ quá nhanh. Trong tiếng lộ lớn, tất cả hạ xuống khiến cho mặt trời đỏ gần như muốn tàn vỡ. Tà Hoàng càng phun máu tươi, mặt trời đỏ không thể tiêu tan, thân thể hắn nhanh chóng lùi phía sau. Tới giờ trận chiến này cuối cùng khiến cho hắn nhiều lần bị thương, lúc này hắn không thể không lùi phía sau, lòng đầy áp lực, có cảm giác muốn phát điên. Hiện tại hắn thật không có cách nào xác định được Bạch Tiêu Thuần có bao nhiêu đạo, mà trong chớp mắt khi hắn lùi phía sau đã bị Thánh Hoàng quan tâm. Lòng hắn là dâng đến sóng lớn kinh thiên, hít thở càng gấp gáp, nhấc lên lại hạ xuống liên tục nhiều lần, cuối cùng không có cách nào quyết đoán. Lòng Bạch Tiêu Thuần thở phào nhẹ nhõm, hiện tại là còn lại 9 đạo. Mấy chữ này hắn bất kể thế nào cũng không thể thử đi ra. Lúc này đứng ở bầu trời, Bạch Tiêu Thuần chắp tay sau lưng nhìn ngực Tà Hoàng thở dài, thật sự chỉ còn lại một đạo cuối. Thật sự lãi nhà ngươi. Tà Hoàng nghe vậy lời này lòng tức giận không có cách nào áp chế. Lúc này cuối cùng không đuổi phía sau, xoay người, mắt thoáng lộ một tia sát cơ mãnh liệt, lập tức lao đến Bạch Tiêu Thuần. Nhưng khi hắn vọt tới, theo Bạch Tiêu Thuần gầm một tiếng, nhất thời lại trên cao một đạo, hai đạo, ba đạo, liên tiếp ba đạo ánh sáng thái cổ giống như tiêu xài ầm ầm hạ xuống. Ba đạo ánh sáng thái cổ khiến cho dò dự trong lòng Tà Hoàng hoàn toàn tan vỡ, lúc gầm thét giận dữ đồng thời lùi phía sau. Theo tiếng lộ mạnh, ba đạo ánh sáng thái cổ đập xuống. Trong tiếng lộ kinh thiên, giọng Bạch Tiêu Thuần mang theo tiếc nuối lại truyền ra, hiện tại ta thật sự không. Bạch Tiêu Thuần, Tà Hoàng nghe lời này là chợt xoay người vọt tới, nhưng khi tới gần trong chớp mắt lại ba đạo ánh sáng thái cổ hạ xuống. Tà Hoàng phun máu tươi ngửa mặt lên trời hét một tiếng, tia do dự cuối cùng trong lòng hắn đều ở tích tắc này tiêu tan, không muốn đi thử, hắn thấy đây cơ bản thử không có ra. Nhất là lúc này thanh âm đề tiện Bạch Tiêu Thuần lại vang vọng, hiện tại ta thật sự không còn, ngươi yên tâm. Bạch Tiêu Thuần lại nói dối, hắn hiện tại không phải là không còn, tuy nhiên chỉ còn lại là ba đạo ánh sáng thái cổ. Chỉ là Tà Hoàng không biết một trận chiến này với hắn mà nói, từ khi bắt đầu hắn là bị động. Bạch Tiêu Thuần hết lần này tới lần khác không dựa theo lẽ thường, chẳng những không phủ nhận còn chủ động cho hắn biết, mỗi lần một lần chủ động mở miệng đều nói là một đạo cuối cùng. Kể từ đó khiến cho Tà Hoàng ở đây thấy thế nào cũng không có cách nào phán đoán cụ thể. Bày ra trước mặt hắn không phải là phán đoán mình, mà biến hắn có tin Bạch Tiêu Thuần hay không. Đương nhiên có chết cũng không tin Bạch Tiêu Thuần, hết lần này tới lần khác không tin lại là chứng minh Bạch Tiêu Thuần nói dối. Hắn nói dối lại đại biểu cho hắn vẫn còn nói thật nhiều lần. Chương 1370, nổi danh khắp thiên hạ. Nhưng nếu như tin, chờ đợi Tà Hoàng chính là mỗi lần không muốn tin tưởng lại giống tin tưởng, do đó
ra tay thử sau đổi lấy giáo huấn thê thảm. Khái niệm này chuyển biến tâm lý chuyển biến là chỗ thông minh của Bạch Tiểu Thuần. Lại bởi đạo lý đơn giản Tà Hoàng cũng hiểu, nhưng đạo lý càng đơn giản càng hiểu chuyện thật lúc này đối mặt càng làm cho người ta không có cách nào xử lý. Cho tới giờ dù là Thánh Hoàng cũng không có cách nào phán đoán Bạch Tiểu Thuần đến cùng bao nhiêu đạo ánh sáng thái cổ. Hết lần này tới lần khác hắn cũng với Tà Hoàng hiểu, ánh sáng thái cổ của Bạch Tiểu Thuần là không có khả năng vô hạn. Trước hiểu, bất kể hắn hay Thánh Hoàng đều e ngại lẫn nhau, không dám liều tất cả thu được đáp án. Hiện tại đánh lại thì không có cách đánh, thử cũng vô dụng. Chỉ sợ họ không muốn tiếp nhận, nhưng không thừa nhận không được. Trong thiên vực của Vĩnh Hằng này, từ nay về sau xuất hiện một kẻ không phải là thái cổ nhưng là đối thủ của thái cổ. Một người bọn họ không có cách nào nhìn thẳng, nhưng dựa vào chiến lược khiến cho họ không thể không nhìn thẳng. Cuối cùng Tà Hoàng thở dài một tiếng không thể làm gì, nhìn thật sâu Bạch Tiểu Thuần, lòng thẩm nhận kết quả. Từ nay về sau mất một tiên vực, hắn xoay người thoáng cái, cực kỳ quả quyết cuốn theo Quả Mục Tiên Tôn đột nhiên rời đi. Nơi thành đá lớn này hoàn toàn trở thành khu phế tích, bốn phía xung quanh vốn là mấy trăm vạn người tử vong phân nửa. Những người còn sót mỗi người trong cảm giác sống sót sau tai nạn, lòng thống khổ cùng phẫn nộ, áp lực không gì sánh được, không cách nào miêu tả. Họ thống khổ bởi Tà Hoàng không để ý, họ phẫn nộ là Tà Hoàng cơ bản không quan tâm sinh tử họ mới có thể. Nếu Bạch Tiểu Thuần không đối đầu được với Mặt Trời Đỏ, xảy ra trước mặt tất cả đám người họ chỉ lựa chọn duy nhất là tử vong. Lúc này trong trầm mặc cũng không biết ai là người đầu tiên hít hơi nhanh, trực tiếp hướng Bạch Tiểu Thuần trên trời quỳ lại xuống rất nhanh, tất cả tu sĩ quỳ lại. Bái kiến Thông Thiên Hoàng, bái kiến Thông Thiên Hoàng. Thái cổ trong lòng mọi người tiên vực Vĩnh Hằng là hoàng giả thâm căn cố đế, bất cứ người nào trở thành thái cổ sẽ xưng hoàng. Mà Bạch Tiểu Thuần dù không phải thái cổ nhưng là khiến cho Tà Hoàng không thể làm gì. Hai người đánh một trận khiến cho lòng bọn mọi người xem Bạch Tiểu Thuần thành thái cổ. Cho đến lúc này bọn họ xưng hô cũng là từ Thông Thiên Vương biến thành Thông Thiên Hoàng. Cùng lúc đó, dưới Tà Hoàng hóa thân Mặt Trời Đỏ, một phần những người thế giới thông thiên ẩn nấp trong những tù sĩ may mắn sống sót, kích động không cách nào hình dung. Thân thể họ run rẩy, tâm tình sôi trào, lúc này mỗi người không dám lộ rõ, rối rít đi ra. So với những người khác lạ biến, bái kiến khác hẳn, họ bái kiến là một loại tán thành từ phế phủ chờ đợi đã lâu. Thế giới Vĩnh Hằng, nằm tiên vực lớn. Từ giờ khác này, chỗ tiên vực này là thuộc về Bạch Tiểu Thuần. Mặt chuyện to lớn này trong thời gian ngắn ngủi giống cơn lốc khuếch tán ra. Bất luận Tà Hoàng Triều hay Thánh Hoàng Triều, mọi người biết, tâm thần mỗi người chấn động, đầu chấn động. Từ không có cách nào tin tưởng đều không tưởng tượng nổi đến cuối cùng xác định tất cả ổ lên. Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần đánh với Tà Hoàng một trận, hai người không phân thắng bại. Chả sao có thể vậy, Thông Thiên Vương hiện tại phải gọi là Thông Thiên Hoàng, hắn lại có thể thăng cấp thái cổ. Tiên vực Vĩnh Hằng đã bao lần xuất hiện người cường giả thái cổ thứ ba, lại là Bạch Tiểu Thuần. Ta nhớ nửa giáp trước hắn là Thiên Tôn, cùng thời gian mới bao nhiêu năm hắn trở thành thái cổ chí cao vô thượng. Chẳng lẽ đây là chú định trong định mệnh? Năm đó thánh tổ lập ra Thánh Hoàng Triều cho nên có thái cổ, Tà Hoàng tổ cũng vậy có thái cổ, cuối cùng Khôi tổ dù muộn hơn một chút trung quy cũng xuất hiện thái cổ. Thanh âm khó phân biệt các loại chấn động vàng trong thiên địa quách tán ra toàn bộ thiên vực Vĩnh Hằng, nhất là những thiên tôn cùng tu sĩ bản thổ trong thiên vực Vĩnh Hằng nhận thức Bạch Tiểu Thuần họ là càng chấn động mãnh liệt. Cổ Thiên Quân trực tiếp miệng hít hơi thật sâu, lòng hoàn toàn tắt tất cả ác ý với Bạch Tiểu Thuần, thậm chí dâng đến ý nghĩ sợ hãi. Còn có Linh Cửu Thiên Tôn, Trần Tô, Tư Mã Văn Hoa, dù những thiên tôn còn lại đều giống như tuyệt địa sống sót, giống như Quảng Mục đều vị đáng sợ của Bạch Tiểu Thuần bản thân mình từng lĩnh hội, do đó run rẩy. Mà càng kích động là tù sĩ thế giới thông thiên trong tiên vực Vĩnh Hằng này, bao năm qua từng trải bao cực khổ, lúc này họ đi ra là phấn chấn ngửa mặt lên trời giống to, bởi họ biết một khắc tù sĩ thế giới thông thiên thực đứng vững ở tiên vực Vĩnh Hằng sau nhiều năm, ngày hôm nay cuối cùng xuất hiện. Cũng có người ở toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng này tất cả chấn động, đều hoảng sợ, tâm tình phức tạp. Trong Thánh Hoàng Thành, Thánh Hoàng Triều, bầu trời ngoài hoàng cung một người đi tới. Người này toàn thân mặc áo bào trắng, thoạt nhìn trẻ tuổi già trắng nón, mắt có thầm túy vẻ linh động. Hắn đứng ở bầu trời hoàng cung, thân thể thoáng lắc xuất hiện ở cánh sen, cánh hoa sen hoàng cung, lặng lẽ đứng nơi đó, từ xa nhìn toàn bộ Thánh Hoàng Thành. Hắn chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn đến trong Thánh Hoàng Thành chỉ một người một thú phát hiện người là Thánh Hoàng, thú là rùa đen nhỏ. Chỉ là rùa đen nhỏ không đợi được, bên tai truyền đến thanh âm Bạch Tiểu Thuần. Cũng không biết Bạch Tiểu Thuần nói thế nào, con rùa đen hừ một tiếng không ra ngoài. Chương 1371, tập trung.
Nhận thấy được con rùa đen nhỏ không có nhúc nhích, lòng Thánh Hoàng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng trong đại điện hoàng cung phức tạp nhìn ra ngoài. Lát sau Thánh Hoàng lắc đầu thở dài, một bước đi ra thời điểm hắn xuất hiện đứng cạnh Bạch Tiểu Thuần. Thánh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần xoay người mặt lộ vui cười. Thông Thiên Hoàng, Thánh Hoàng cẩn thận nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, khi mở miệng mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hai người nhìn nhau sau đó chuyển ra tiếng cười. Bạch đạo hữu, trước đây lần đầu tiên ta thấy ngươi biết ngươi không phải vật trong ao hả? Quả nhiên như phán đoán, ngươi trở thành vị thái cổ thứ ba tiền vực vĩnh hằng. Dáng tươi cười của Thánh Hoàng thoạt nhìn ngập tràn chân thành. Thánh Hoàng quá lời, Bạch mỗ còn chưa phải là thái cổ. Bạch Tiểu Thuần khiêm mỗ nói, lòng đắc ý có tổn thức. Hắn là hồi tưởng cảnh tượng sau khi tới tiên vực vĩnh hằng, mắt hắn là càng chớp hiện sự tự tin. Trong mắt ta ngươi là thái cổ. Thánh Hoàng cười ha hả. Đứng cạnh Bạch Tiểu Thuần, hai người nói chuyện ai cũng không nói nguyên nhân vì sao Bạch Tiểu Thuần tới đây. Rất nhanh theo Thánh Hoàng cùng Bạch Tiểu Thuần không giấu giếm hơi thở, dần dần mấy vị thiên tôn trong Thánh Hoàng triều lần lượt phát hiện. Tâm thần họ thoáng động, lập tức lao thẳng tới hoàng cung. Tới ra thấy Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng đứng trong cánh hoa. Bất luận Trần Tô Cổ Thiên Quân hay Tư Mã Vân Hoa lòng chấn động. Nhất là lúc này họ nhìn phát hiện Bạch Tiểu Thuần đứng cạnh Thánh Hoàng, hắn có thể hoàn toàn không chút yếu ớt về phương diện khí thế. Cuối cùng cùng Thánh Hoàng hình như là lực lượng ngang nhau. Bái kiến Thánh Hoàng, Thông Thiên Hoàng. Cổ Thiên Quân hít hơi thật sâu, là người đầu tiên nhìn phía Thánh Hoàng cùng Bạch Tiểu Thuần cúi đầu ôm quyền thật sâu. Lòng Tư Mã Vân Hoa cùng Trần Tô thầm dùng mình vội cúi đầu bái kiến. Về phương diện này tâm tư Tư Mã Vân Hoa sinh động nhất. Hắn thấy giữa mình cùng Bạch Tiểu Thuần năm đó từng có ơn với đối phương. Với cái tầng quan hệ này, mình ở tiên vực vĩnh hằng lại chẳng khác nào có hai cái hoàng giả thái cổ làm chỗ dựa vững chắc. Mặt khác, người đám Cổ Thiên Quân phía sau, Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng vẫn nói cười. Một lát sau, Thánh Hoàng tươi cười bỗng mở miệng. Bạch lão đệ, chúng ta năm đó mới quen đã thân, đây là duyên phận sâu đậm, không bằng ngày hôm nay chúng ta kết nghĩa kim lang thì sao? Đại ca, mắt Bạch Tiểu Thuần không chớp cái nào gần như chớp mắt. Thánh Hoàng mở miệng, thân sắc hắn lộ vẻ kích động, lùi phía sau hai bước hướng Thánh Hoàng ôm quyền cúi đầu. Nhất là giọng hắn là tràn ngập sôi sục, dường như sợ mình không đủ chân thành. Nhưng trong mắt Tư Mã Vân Hoa cùng đám Cổ Thiên Quân nhìn, bất luận thế nào Bạch Tiểu Thuần là quá mức nồng nổi. Nhưng không đợi lòng họ kinh bỉ, Thánh Hoàng bên cạnh là giống như không chú ý tới sự nồng nổi Bạch Tiểu Thuần, thần sắc kích động tiến lên giả vờ đỡ, thần sắc lộ vẻ xúc động, mắt mang theo ánh sáng vui mừng bất ngờ cười ha ha. Nhị đệ, so ra với sự nồng nổi của Bạch Tiểu Thuần, Thánh Hoàng rõ ràng tự nhiên hơn rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần thấy được biểu hiện Thánh Hoàng, lòng có chút không phục, suy nghĩ mình có thể cũng không thua, vì vậy hít một hơi thật sâu, kích động trong mắt hóa thành chân thành, giống như gặp người thân lại hồ to. Đại ca, nhị đệ, Thánh Hoàng giống như càng vui sướng, hai người nhìn nhau sau đó hai người hài lòng cười ha ha. Trên cách hình tượng như vậy rơi vào trong mắt đám Cổ Thiên Quân, lòng họ càng cổ quái, da gà rơi đầy đất. Nhìn hai người, bọn họ là vội thu ánh mắt, họ cảm thấy mình từng thấy những kẻ dối trá. Rồi trở thành cái bộ dáng giống Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng thật là không nhiều lắm. Lúc này Thánh Hoàng cùng Bạch Tiểu Thuần cười to, tâm tư hai người chuyển động. Bạch Tiểu Thuần nheo mắt giống như là tiểu hồ ly. Thánh Hoàng bên kia cũng mắt thầm thúy không ít, nhìn thế nào cũng là dáng của lão hồ ly. Thực tế hắn đối với mục đích Bạch Tiểu Thuần tới đây lòng biết rõ. Nếu Bạch Tiểu Thuần không đánh với Tà Hoàng một trận, hoặc không cho thấy chiến lực ngang với lực lượng hắn cùng Thái Cổ, Thánh Hoàng cũng không đưa ra chuyện kết nghĩa kim lang. Bạch Tiểu Thuần thực sự trưởng thành, còn có ánh sáng thái cổ kinh người. Tất cả điều này không chỉ khiến cho Thánh Hoàng trở nên coi trọng, hơn nữa hắn là trong lòng tăng cao địa vị cùng cấp với mình. Mặt khác chính là đối với nguyên nhân Bạch Tiểu Thuần vì sao trưởng thành nhanh như vậy lòng cũng phán đoán. Giống Tào Hoàng trước đây nghi ngờ, thậm chí thời khắc này Thánh Hoàng cơ bản không nghi ngờ nữa, xác định cực kỳ. Thanh quạt tàn chất thể trước đây nhất định do Bạch Tiểu Thuần sử dụng phương pháp khác lấy đi. Cũng chỉ nắm giữ loại trí bảo truyền thừa mới có thể giải thích điều này, khiến cho sự cường hãn của Bạch Tiểu Thuần trở nên hợp lý. Nếu đổi lại là trước khi Bạch Tiểu Thuần đánh với Tà Hoàng một trận, Thánh Hoàng tất nhiên là ra tay cướp đoạt. Hôm nay Bạch Tiểu Thuần có đầy đủ chiến lực thái cổ, lại có tù sĩ thế giới thông thiên làm nội tình, tất cả điều này đầy đủ khiến cho Thánh Hoàng ở đây tự nhiên cũng thay đổi thái độ. Mặt khác quan trọng nhất, Bạch Tiểu Thuần tự mình tới. Điều này thể hiện sự tự tin của Bạch Tiểu Thuần, khiến Thánh Hoàng với số lượng ánh sáng thái cổ của Bạch Tiểu Thuần nắm giữ
giống Tà Hoàng phát sinh ra cảm giác thần bí khó lường. Về phương diện khác, Bạch Tiểu Thuần tới, dù không nói gì nhưng thái độ tỏ rõ là muốn liên minh. Có một số việc không cần hai bên nói ra, khi tất cả xảy ra trước mặt, bất luận Bạch Tiểu Thuần hay Thánh Hoàng đều rõ ràng. Một khi hai người liên minh như vậy với Tà Hoàng, thậm chí toàn bộ Tà Hoàng triều mà nói, đều một lần đả kích to lớn, dù không có đến mức xuất hiện chém giết Tà Hoàng, nhưng rõ ràng là ép Tà Hoàng một mảng lớn. Nói chuyện này đủ để thay đổi rất nhiều bố cục, đồng thời không có kẻ địch vĩnh viễn. Theo Thánh Hoàng, nếu như mình ở đây lựa chọn từ chối như vậy, Bạch Tiểu Thuần cùng Tà Hoàng dù vừa đánh một trận không phải không thể có khả năng biến chiến tranh trở thành tơ lụa tiến đến liên minh. Nhị đệ, hôm nay chúng ta kết nghĩa kim nàng, làm minh trưởng ta tặng Bắc Bộ tiền vực thứ hai cho ngươi. Trong tiếng cười, Thánh Hoàng hắn nặt vùng tay trực tiếp xem Bắc Bộ cằn cỗi, thực tế là vốn thuộc về Bạch Tiểu Thuần trở thành lễ vật đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Đại ca ta nguyện cùng đại ca liên minh. Đại ca yên tâm, chỉ cần Bắc Bộ tiền vực thứ hai trong tay ta, ta tuyệt đối không để Tà Hoàng triều đại quân có một ngày thông qua nơi đó. Bạch Tiểu Thuần không chậm trễ, lập tức mở miệng nói ra một ít lời lẽ. Đám cổ tiên quân nghe nhìn là lời nói nhảm. Dù sau khi Bắc Bộ tiền vực thứ hai cho Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần lại tương đương chiếm một nửa tiên vực. Từ trên trình độ nào đó, xem như là kẹp ở giữa Tà Hoàng triều cùng Thánh Hoàng triều. Nếu thực để Tà Hoàng thông qua, cơ bản đại biểu cho thế lực hắn bị xóa bỏ. Thánh Hoàng nghe vậy lại lờ lụ cười, hai người lần lượt đạt được giao hẹt. Dưới sự mời mọc của Thánh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần trong hoàng cung hưởng dụng tiệc tối, sau đó rời đi. Cho thấy khi Bạch Tiểu Thuần đi, nụ cười trên mặt Thánh Hoàng đột nhiên biến mất. Nhíu mày so sánh, cuối cùng lông mày giãn ra. Với chuyện lần này cùng Bạch Tiểu Thuần liên minh, hắn vẫn tính là thỏa mãn. Duy chỉ có tổn thất thực tế là Bắc Bộ tiền vực thứ hai này mà thôi. Mà chỉ có điều nơi đó trước nay cằn cỗi, dù là Tà Hoàng triều khi bị Bạch Tiểu Thuần thu hồi, khiến cho lãnh địa Tà Hoàng triều trở thành hai nửa. Cuối cùng lãnh địa trên mặt nổi của Thánh Hoàng triều cũng trở thành hai nửa, nơi đó cằn cỗi vô cùng, trong ánh mắt Thánh Hoàng cũng không quan trọng. Hiện tại cầm một cái khối không quan trọng, đặc biệt thứ không quan trọng còn từng là không phải của mình, đổi lấy liên minh. Trong phán đoán của Thánh Hoàng, buồn bã này dù không tính là chiếm tiện nghi, lại không thiệt. Dù sao thời điểm Bạch Tiểu Thuần vừa hạ xuống tiên vực Vĩnh Hằng, Thánh Hoàng triều là nắm giữ một tiên vực hoàn chỉnh cùng với hai nửa tiên vực. Đến hiện tại vẫn là quy mô ban đầu. Thua thiệt nhất là Tà Hoàng triều. Theo Thánh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần hình như là khắc tinh của Tà Hoàng triều, mới tới cấp nửa tiên vực, sau đó cấp toàn bộ một tiên vực. Nãy như vậy toàn bộ 5 khối tiên vực Vĩnh Hằng từ giờ khắc này bố cục đại biến. Tà Hoàng mất lãnh địa, tới nay về sau biến thành nắm giữ một tiên vực rưỡi. Thánh Hoàng duy trì trạng thái ban đầu, vẫn là hai nơi tiên vực. Loại duy trì này khiến cho Thánh Hoàng triều trực tiếp nhảy đến một cái trên. Còn lại tiên vực rưỡi là thuộc về Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí khi so sánh, Thánh Hoàng mỉm cười đơn giản ra nhân tình cùng tới. Hắn cũng muốn cho mọi người nhìn thấy được sự hào phóng của mình cùng thành ý. Hắn phát ra ý chỉ mở ra biên giới cho phép tất cả người thế giới thông thiên trong Thánh Hoàng triều túy đi ở. Ý chỉ này vừa ra, tu sĩ thế giới thông thiên trong toàn bộ Thánh Hoàng triều phấn chấn. Mỗi một nơi, từ các nơi đi ra tới thánh địa lòng họ. Cũng lúc đó Bạch Tiểu Thuần rời khỏi Thánh Hoàng triều, rơi vào cảm ứng của hắn cùng đại kiếm Bắc Mạch, gào thét nào tới biển Vĩnh Hằng. Nhiều lần cảm ứng thân thể Bạch Tiểu Thuần thoáng lắc trực tiếp phá vỡ mặt biển, lao đến đáy biển. Mặt thần thức hắn là đột nhiên tản ra, dần xác định phong tỏa bự ở đáy biển sâu là một thanh đại kiếm, chính là đại kiếm Bắc Mạch. Gần như nháy mắt thần thức Bạch Tiểu Thuần xác định phong tỏa, đại kiếm Bắc Mạch sau khi lặng yên nhiều năm bất chợt chấn động, trực tiếp bay ra lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Trong phút chốc nó bị một tay Bạch Tiểu Thuần nắm chặt. Sau khi xông khỏi mặt biển, Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, thần thức dĩ nhiên dung nhập thế giới đại kiếm. Khi thấy đám Lý Thanh Hậu, Linh Kê lão tổ, Cự Quỷ Vương đại thiên sư ở thế giới đại kiếm bình yên vô sự, Bạch Tiểu Thuần thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười ha ha. Mà thần thức hắn dung nhập khiến mọi người trong thế giới đại kiếm Bắc Mạch tâm thần chấn động mãnh liệt. Khi cảm giác được cảm ứng, họ đều ngẩng đầu. Tiểu Thuần là đại nhân, khí thức khôi tổ. Mọi người nơi đây kích động. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần hít một hơi sâu, giọng đột nhiên vang vọng trong toàn thế giới thông thiên đại kiếm Bắc Mạch. Ta đã trở về. Theo tiếng hoan hô truyền ra, theo Bạch Tiểu Thuần trở lại trên tiên vực bị hắn chiếm cứ, hắn truyền tống hơn 10 vạn người từ đại kiếm Bắc Mạch đi ra. Tiên vực thuộc về Bạch Tiểu Thuần lập tức trở nên náo nhiệt. Bất luận đại thiên sư, Linh Kê lão tổ là đang vạch kế hoạch có chỗ độc đáo riêng, lúc vừa ra họ không biết tình hình, mà chỉ từ chỗ Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ tất cả, mọi người đều phấn chấn. Các bạn không cần Bạch Tiểu Thuần đi qua bận rộn,
Đại Thiên Sư lập tức phát động tất cả tinh lực bắt đầu chỉnh đốn tiên vực. Đám Linh Kê lão tổ cũng vậy xây dựng lại Nghịch Hà Tông. Theo thời gian trôi qua, những tu sĩ thế giới thông thiên vực gần như mỗi ngày đều đang biến hóa, còn có số lượng lớn người thế giới thông thiên đến từ Thánh Hoàng triều lục tục. Thậm chí mấy vị thiên vương màn hoàng năm đó, Cửu Vương, Linh Lâm Vương, Đấu Thắng Vương, trước sau không lộ tung tích đều tới. Còn có đệ tử đã từng thuộc về thông thiên đạo nhân, địa vị cùng cấp bậc, cùng cấp thiên vương, đồng mạch cùng bán thần bắc mạch cũng xuất hiện. Những người khác còn tốt, bán thần bắc mạch tới thực tế lòng vô cùng dầu dĩ. Thật ra trước đây họ là đối với Bạch Tổ Thần rất không khách khí, chỉ là hiện tại mắt thấy ở đây khí thế ngất trời, hắn là do dự rất lâu mới thận trọng gia nhập. Tất cả là tiến về phương hướng tốt đẹp, không ngừng biến hóa. Trong 1372, Bạch Tiểu Thuần cứu ta. Sử dụng biến chuyển từng ngày hình dung chỗ nửa tiên vực thuộc thế giới thông thiên hiện tại cũng không phải vô cùng thỏa đáng. Thật ra biến hóa ở đây là vượt qua cực hạn từ ngữ khả năng biểu đạt. Hiện tại thế giới thông thiên tiên vực, theo 10 vạn người từ bên đại kiếm Bắc Mạch đi ra, lại thêm rất nhiều vốn ở tiên vực này trước đây bị ta Hoàng Nam cho lạnh tâm, nguyện ý lưu lại. Tất cả điều này liền khiến cho tiên vực thuộc về thế giới thông thiên gần như mỗi phút mỗi giây là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng ngọn núi bị xóa, từng dãy núi mới từ mặt đất nhô ra. Còn dưới sự hoạch định của Đại Thiên Sư, lựa chọn ở một chỗ khu vực trung tâm bắt đầu xây dựng một tòa. Không ai nói ra miệng, lòng đều biết là Hoàng Thành. Mà bên trong Hoàng Thành này có một bức tượng đang được nhiều tu sĩ khắc ra. Bức tượng được khắc là Bạch Tiểu Thuần mặc đế bào, mang đế quan. Hơn nữa mỗi ngày đều có số lượng lớn tu sĩ thế giới thông thiên từ Thánh Hoàng triều tập trung lại. Tất cả điều này liền khiến cho ánh mắt toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng hình như tập trung nơi đây. Trong mắt mọi người đều là chú ý tới một hoàng triều mới quật khởi. So sánh tất cả mọi người, Bạch Tiểu Thuần ngược lại là người thanh nhàn nhất. Tống Quân Huyền cùng Chu Tử Mạch tuy rằng bị Bạch Tiểu Thuần từ trong bảo quạt mang ra ngoài, hai đang hiện tại thân thế quý giá gần như mới xuất hiện. Bất luận Cự Quỷ Vương vẫn là Đại Thiên Sư hoặc Lý Thanh Hậu, Linh Kê lão tổ, gần như tất cả người bối phận khá cao đều đã chiếu cố hai nàng, thậm chí đặc biệt an bài không ít người làm tùy tùng. Xét về trình độ nào đó, đánh ngộ các làng hưởng thụ so với Bạch Tiểu Thuần ở đây còn muốn tốt hơn nhiều lần. Cho nên khi Bạch Tiểu Thuần thấy, lòng đều cảm khái, biết những lão già hỏa đó đặc biệt lưu ý hài từ trong bụng Tống Quân Huyền cùng Chu Tử Mạch. Nhưng bọn chúng cũng chỉ là hài từ, ta là phụ thân bọn chúng, không thể nặng bên này nhẹ bên kia được. Bạch Tiểu Thuần có chút khổng phục, nhưng mà suy nghĩ không thể so sánh với con mình, vì vậy lắc đầu, mang theo thiết đản giống như không việc gì đi lại trong tiền vực. Nhìn mỗi người là tràn ngập tình cảm mãnh liệt dao động, bản thân cũng muốn tham dự nhưng mỗi lần xuất hiện lại dẫn tới mọi người bái kiến. Thậm chí bởi chuyện này Đại Thiên Sư cùng Cự Quỷ Vương còn tới tìm Bạch Tiểu Thuần, bảo hắn bình thường không nên xuất hiện, là vậy ảnh hưởng tới tiền vực cùng việc xây dựng thành trì. Chỉ là cáo xa Đại Thiên Sư dù rất hiểu Bạch Tiểu Thuần, vẫn tính sai một điểm. Hắn cơ bản cũng không biết, dù là Bạch Tiểu Thuần hiện tại trở thành thiên tôn hậu kỳ, có chiến lực thái cổ, thực tế xương cốt hắn vẫn che rõ hưng phấn lúc trước từng làm ở Linh Khê Tông được mọi người theo đuổi thổi phồng. Vì vậy khuyên bảo của Đại Thiên Sư trước mặt Bạch Tiểu Thuần cơ bản không tác dụng, biểu hiện là ha ha gật đầu, nhưng đảo mắt nhân lúc người khác không chú ý, vội ho một tiếng, mang cảm giác thỏa mãn trong lòng không hiểu nổi ra ngoài đi bộ. Kể từ đó toàn bộ tiên vực hễ là lời Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, tất cả hoàn hồ. Bạch Tiểu Thuần là thích đi tới một chỗ lại dừng hồi lâu, vì vậy liền khiến được hiệu suất nơi đây giảm sút nghiêm trọng. Tới cuối cùng vẫn là Lý Thanh Hậu hiểu rõ với Bạch Tiểu Thuần nhất, địa vị quán siêu nhiên vô cùng. Đơn giản trưởng mắt trực tiếp tới tìm Bạch Tiểu Thuần. Những người khác nói Bạch Tiểu Thuần có thể có lệ một chút, Lý Thanh Hậu ở đây Bạch Tiểu Thuần không dám. Mà thôi, ta không chạy hết cũng được. Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ dự định mang theo thiết đản tìm một nơi người thưa thớt giải sầu, lại phát hiện ngay cả thiết đản cũng đi. Sau khi thiết đản tới đây, đối với mãnh thú trong tiên vực Vĩnh Hằng đều là tràn ngập hứng thú. Trước đó vì phải bảo vệ Tống Quân Huyền, nó không có dám phát triển đại quân đạo lữ của mình. Hiện tại thanh nhàn, chỉ là theo Bạch Tiểu Thuần vài ngày nó lại nền nén bay đi, hướng phía các loại mãnh thú trong tiên vực Vĩnh Hằng đề nghị cuộc hành trình cầu yêu. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhận thấy điều này, lòng thật buồn bực. Một người trong đại điện thành đá đờ đờ lớn người xa. Khi hắn nả buồn chán suy nghĩ có lên về bảo quạt không, bỗng trong túi chữ vật sẽ đã truyền đến tiếng chấn động. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, thần thức đảo qua túi đựng đồ, lật tay xuất hiện ngọc giản truyền âm.
Gần như nháy mắt, thần thức dung nhập ngọc giản, đầu là chuyển tới thanh âm quen thuộc theo thực sự lo lắng. Bạch Tổ Thần cứu ta! Nháy mắt khi mà nghe thanh âm, toàn thân Bạch Tổ Thần chấn động mạnh, thở dồn dập, đồng thời thân thể trực tiếp đứng lên. Người nói chuyện là Công Tôn Uyển Nhi. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng ở đâu? Đối với Công Tôn Uyển Nhi, Bạch Tổ Thần cũng cùng lúc mang ơn. Phương diện khác, hai người trước đây là một đoạn mờ ám. Nghe được giọng Công Tôn Uyển Nhi, Bạch Tổ Thần sốt ruột. Tà Hoàng muốn giết ta. Công Tôn Uyển Nhi vừa truyền âm tới đây, không biết nguyên nhân gì, giọng nàng thoáng ngừng. Bạch Tổ Thần hít thở dồn dập, hoàn toàn không do dự, thân thể nháy mắt biến mất. Thời điểm xuất hiện thình lình ở trời cao, trong một tích tắc, thần thức âm âm khuếch tán bát phương. Ngọc giản truyền âm có phạm vi nhất định, dù là trình độ lớn nhất, phạm vi này đủ để bao trùm hai tiên vực, tối đa là vậy. Tà Hoàng muốn ra tay, như vậy phương hướng nhất định nơi đó. Ánh mắt Bạch Tiểu Thần lóe lên, không để ý tới Tà Hoàng Triều. Trước đó hắn là đánh với Tà Hoàng một trận, trong quá trình tìm kiếm đại kiếm Bắc Mạch, từng tìm kiếm qua Công Tôn Uyển Nhi, thậm chí truyền âm cho nàng, nhưng nàng hoàn toàn không có đáp lại. Dựa theo Bạch Tiểu Thần phán đoán, khả năng Công Tôn Uyển Nhi ẩn thân ở Tà Hoàng Triều không quá lớn. Dù sao nơi đó luôn bị Tà Hoàng bao phủ, một khi xảy ra vấn đề nàng không có cách nào bỏ chạy, mà Thánh Hoàng Triều không có thế cập, như vậy ẩn thân tốt nhất chắc là biển Vĩnh Hằng. Bạch Tiểu Thuần không có cách nào phán đoán quá nhiều, lúc này mượn tốc độ cực hạn của bản thân lao phương hướng biển Vĩnh Hằng, thần thức hoàn toàn tản ra, không ngừng tìm kiếm bất cứ chấn động trong thiên địa. Thái cổ ra tay, tất là sẽ có sóng dao động. Thực tế cũng chính nửa thời gian nén hương, Bạch Tiểu Thuần lập tức nhận thấy được trên phương hướng biển Vĩnh Hằng sóng dao động thuộc về thiên địa cực kỳ mãnh liệt. Nơi hắn cảm thụ lập tức nhận ra là thuộc về Tà Hoàng. Tà Hoàng, người dám! Mắt Bạch Tiểu Thần nhất thời đỏ lên, ký tức tu vị trực tiếp bạo phát khiến thiên địa hỗn loạn, đồng thời liên hệ với Thánh Hoàng, sau đó cấp tốc bạo phát. Trong tiếng lộ vàng đến thế giới vặn vẹo, tòa thân hắn Nazi lao ra. Mà giờ khắc này trên biển Vĩnh Hằng, bầu trời hải vực, mặt Tà Hoàng thâm trầm, mắt hàn quang, lòng cũng có lo lắng, chằm chằm nhìn biển Vĩnh Hằng, tay phải tự nhiên giơ lên. Một lực mạnh mẽ từ trong tay bạo phát, khiến cho mặt biển phía dưới hình thành một cái vòng xoáy cực lớn. Ở sâu trong vòng xoáy này có một quả bóng lớn cực lớn. Phía trên quả bóng lớn ngập tràn phù văn, mà trong quả bóng lớn nước kia, Công Tôn Uyển Nhi khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trong thần sắc mang sự kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Quỷ mẫu, trẫm không giết nàng, mà chỉ muốn giúp nàng trấn áp phần hồn, cho chủ hồn của nàng thức tỉnh. Tà Hoàng nhau mắt lại, đầy mấy mục đích của hắn. Vì nhận thấy mất quá nhiều thiên tôn, Tà Hoàng không thể không sốt ruột. Thậm chí hắn sử dụng một ít bí pháp đại thể suy tính chỗ ẩn thân Công Tôn Uyển Nhi. Chờ sau khi tới chỗ Công Tôn Uyển Nhi, hắn lập tức ra tay muốn để quỷ mẫu trở về. Chứ điều hắn là không nghĩ tới, những năm gần đây Công Tôn Uyển Nhi nhìn như ẩn thân, thực tế là bất kỳ thời khắc nào cũng bố trí lại trận pháp. Cuối cùng thủy trận do nàng bố trí trong nửa giáp thì không có cách nào lâu dài chống lại lực lượng thái cổ. Liều mạng trọng thương, kiên trì thời gian được nửa nén hương vẫn làm được. Cũng bởi vậy khiến cho Tà Hoàng nơi đây không thể lập tức bắt Công Tôn Uyển Nhi hơn. Hơn nữa, bởi vì Công Tôn Uyển Nhi truyền âm nhất định, bất tình lình đối với Tà Hoàng mà nói là biến thành bị động. Lúc này trong sự tức giận, mắt Tà Hoàng có hàn quang lóe. Nếu bắt người phiền phức như vậy chỉ có thể chém giết. Sau khi giết nàng, ta tự nhiên có thể thông qua đạo trùng của nàng, khiến nàng sống lại trong hoàng cung của ta. Tà Hoàng hư lạnh, tay phải bỗng vuông xuống. Nhất thời dưới sự tuyệt vọng của Công Tôn Uyển Nhi, trong thiên địa lại xuất hiện bàn tay khổng lồ ầm ầm lao đến chỗ bóng nước của nàng. Khí thế ngập trời, biển Vĩnh Hằng lõm xuống xuất hiện hình dạng bàn tay. Giờ phút này thiên địa biến sắc. Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần còn cách nơi đây một đoạn, dù là dựa vào tốc độ của hắn cũng cần chỉ ít một nén nhang mới tới, cơ bản không kịp cứu viện. Nhưng ở thời điểm bàn tay khổng lồ của Tà Hoàng sắp hạ, chớp mắt trời cao đột nhiên truyền ra tiếng nổ lớn khai thiên. Tiếng nổ cùng vang vọng tác động với mặt biển bát phương, khiến cho sóng biển cuồn cuộn trong phạm vi hải vực rộng lớn vốn lõm xuống đột nhiên được lấp bằng. Nhìn kỹ, lấp bằng bằng trưởng ấn là bàn tay khổng lồ từ dưới đáy biển vươn lên do nước biển Vĩnh Hằng tạo thành. Cái bàn tay này trong nháy mắt dâng lên theo sóng biển nổ lớn, theo trưởng ấn trước đó lõm xuống lấp bằng, bàn tay trực tiếp được phóng lên không trung lao về phía trưởng ấn Tà Hoàng, trực tiếp ở giữa biển và trời va chạm nhau. Ầm ầm ầm, thanh âm mãnh liệt giống như đình tài nhức óc. Khuếch tán ra, dâng đến trùng kích, muốn xé rách trời cao, muốn chia lìa biển Vĩnh Hằng. Thánh Hoàng, Tà Hoàng bất chợt cúi đầu, chằm chằm nhìn biển Vĩnh Hằng. Đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người tuy trong suốt nhưng ẩn chứa khí tức thái cổ, nhìn như hình dáng Thánh Hoàng. Tới đây không phải bản tôn hắn mà là một đạo hình chiếu phân thân. Tà Hoàng, ngươi cần gì đuổi tận giết tuyệt? Công Tôn Uyển Nhi này là hồng nhan tri kỷ của nhị đệ ta. Nếu người thực muốn ra tay,
cần phải suy tính một chút cảm nhận nhị đệ ta. Thánh Hoàng mỉm cười, sở dĩ tới đây chính là Bạch Tiểu Thuần truyền âm. Khi nghe sự lo lắng trong giọng Bạch Tiểu Thuần, Thánh Hoàng lập tức thấy là cơ hội bán ra nhân tình. Chiêu điều hắn là đa mưu túc trí, dù nhận được chuyện này có thể làm cũng không để bản tôn mình tới mà hạ xuống hình chiếu phân thân. Dù sao hắn thấy điều mình làm chỉ là kéo dài thời gian một nén hương. Hình chiếu phân thân này dù không phải là đối thủ Tà Hoàng, muốn kéo thời gian cũng có thể làm. Bên cạnh hắn là công tôn Uyển Nhi sống sót sau tai nạn, trong chấn áp bóng nước mặt tái nhợt. Nàng trốn trong biển Vĩnh Hằng đã rất lâu, vốn thu liễm tất cả khí tức. Cho tới đại kiếm Bắc Mạch bị lấy đi, nàng lập tức phát giác, lúc này mới thận trọng ra ngoài tìm hiểu. Khi biết Bạch Tiểu Thần trở về, công tôn Uyển Nhi rất ngạc nhiên, hơn nữa phấn chấn muốn tìm Bạch Tiểu Thần. Chỉ là nàng khoảng cách quá xa, không đợi cho nàng chạy tới chỗ tiền vực, Bạch Tiểu Thuần đã bị Tà Hoàng sớm chặn đường. Giờ phút này vốn là đại cục hắn phải chết, lại thu được sự sống. Công tôn Uyển Nhi là thoáng thở vào nhẹ nhõm, nhưng mặt là tái nhợt như cũ, nhìn Thánh Hoàng ra tay cứu mình. Nghe tới lời mình nghe trước đó về chuyện Bạch Tiểu Thuần cùng Thánh Hoàng kết nghĩa kim lang. Trong 1373, dọa cho người tin. Bởi Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng giao đấu trước đó, nước biển bốn phía dâng trùng kích còn đang khuếch tán, cho nên hiện tại mặt Tà Hoàng cực kỳ thâm trầm. Từ sau khi Bạch Tiểu Thuần trở về, hắn liên tục hai lần phán đoán sai. Lần đầu trên người Bạch Tiểu Thuần, lần thứ hai tại công tôn Uyển Nhi. Nếu lần này công tôn Uyển Nhi không có trận pháp bóng nước hoặc Thánh Hoàng không tới cứu, như vậy Tà Hoàng ở chỗ công tôn Uyển Nhi nhất định có thu hoạch. Mà thu hoạch này bất luận là dùng để càn Bạch Tiểu Thuần hay bổ sung chiến lực thiên tôn cho bản thân, với Tà Hoàng mà nói là lựa chọn tốt. Hôm nay tất cả bị ảnh hưởng, lúc này bày ra cho hắn có hai lựa chọn: hoặc là nhịn cơn giận rời đi, hoặc chính cùng Bạch Tiểu Thuần tái chiến một hồi, xem ánh sáng thái cổ của hắn thực hay không có cực hạn. Một khi thắng, tất cả cục diện bất lợi hoàn toàn xoay chuyển. Mà sở dĩ bản tôn Thánh Hoàng không tới theo Tà Hoàng là một cái hoài nghi cùng thử đối với Bạch Tiểu Thuần. Dù sao phán đoán bọn họ lại nhất trí cho rằng ánh sáng thái cổ của Bạch Tiểu Thuần không có dư bao nhiêu. Thật hay cho một lão hồ ly, đây là hắn đề phòng Bạch Tiểu Thuần muốn mượn ta ra tay, đi tử lộ ra điểm mấu chốt. Bạch Tiểu Thuần kể từ đó trong phương diện hợp tác giữa hai người họ càng có sức lực cùng nắm chắc. Đồng thời cho dù là Bạch Tiểu Thuần thật có thể yếu thế, hắn cũng không chớ mắt nhìn ta giết Bạch Tiểu Thuần, sao là bản tôn hắn cũng khoảng khắc là hạ xuống cả. Tà Hoàng nheo mắt nhìn Thánh Hoàng một chút hừ lạnh, còn có lựa chọn thứ ba. Tà Hoàng nghĩ tới đây đơn giản đứng ở trời không tiếng xuất thủ, mắt phân thân Thánh Hoàng lóe lên, hình như cân nhắc tâm tư Tà Hoàng lòng thầm mắng. Giật nhanh, chờ đợi hai vị thái cổ, bầu trời xa xăm dẫn đến tiếng rít gạo nhanh như điện chớp. Chỉ thấy một đạo cầu vồng muốn xé rách trời cao, đột nhiên lao đến, nó giống như là đi qua đầu bất luận trời hay là Vĩnh Hằng phía dưới, đều bị vặn vẹo giống như muốn nổ tung. Bạch Tiểu Thuần, ngươi còn ánh sáng thái cổ sao? Mắt Tà Hoàng có hàn quang lóe. Gần như nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần tới, hắn bỗng tay phải giơ bấm quyết, chỉ phía Bạch Tiểu Thuần nhất thời mặt trời đỏ xuất hiện, ánh sáng vạn trượng ẩn chứa sóng dao động ký tức thuật pháp thái cổ. Theo mặt trời đỏ không ngừng đột nhiên tản ra hình thành sóng nhiệt lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Còn một đạo cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ một tiếng, tay phải giơ, phút chốc trời cao quánh sáng lóe, ánh sáng thái cổ thứ 13 chớp hiện. Theo ký tức thái cổ khuếch tán, ánh sáng thái cổ nháy mắt là xuyên qua sóng nhiệt trực tiếp đánh vào mặt trời đỏ. Cùng lúc đó, Bạch Tuần mượn xuyên qua ánh sáng thái cổ, cấp tốc nào giả, tay vung lên, một đạo ánh sáng thái cổ chớp mắt biến ảo, trong tiếng nổ vang cùng vạt chạm với mặt trời đỏ đậm. Thiên địa dùng chuyển phát tiếng nổ lớn, liên tục hai đạo ánh sáng thái cổ, dù là Tà Hoàng ký thức cũng không ổn định. Thân thể quay ngược, đồng thời thuật pháp mặt trời đỏ vốn là vì trận đánh trước đó xuất hiện vỡ nát, vết nứt còn chưa có khép lại hiện tại mở rộng. Sau đó hình thành sự phản vệ, khiến ngực và bụng Tà Hoàng cuộn trào, hắn lùi phía sau mấy bước. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời hô, còn một đạo cuối cùng. Ầm một động tiếng vang, một đạo ánh sáng thái cổ cuối cùng thực sự bị Bạch Tiểu Thuần từ bầu trời huyễn hóa ra, tốc độ cực nhanh nháy mắt lao thẳng tới chỗ Tà Hoàng, khiến Tà Hoàng biến sắc, tay bấm quyết chợt đẩy mạnh phía trước. Bản tôn hắn cùng ánh sáng thái cổ đột nhiên va chạm, dưới thanh âm vang vọng, khóe miệng hắn nạc tràn máu tươi, thân thể lại lùi. Mà giờ khắc này Bạch Tuần dưới ba lần ra tay, bấm đốt ngón tay tính toán khoảng cách trực tiếp đến cạnh bóng nước chỗ công tôn Uyển Nhi dưới mặt biển. Khi công tôn Uyển Nhi thấy được Bạch Tiểu Thuần, toàn thân tả lỏng, miệng thở một hơi. Lúc này theo Bạch Tiểu Thuần tới, tất cả tuyệt vọng nàng trước đó tiêu tan, theo đó thân thể nghiêm trọng tiêu hao, cảm giác mệt mỏi giống rời núi lấp biển dâng đến. Sau khi miễn cưỡng nhìn Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, công tôn Uyển Nhi trực tiếp phun búng máu, toàn thân hôn mê.
Cũng bởi nàng hôn mê, trận pháp bóng nước của nàng là tự mình tiêu tan. Bạch Tiểu Thuần ôm lấy thân thể mềm mại của Công Tôn Uyển Nhi, ngẩng đầu, mặt thâm trầm, tay giơ độ ánh sáng giận dữ, mắt còn hàn quang. Thánh Hoàng đại ca, bản tôn còn không tới, hôm nay huynh đệ hai người ta và người chấn áp ta hoang. Ánh sáng tách cổ của ta còn có tròn 100 đạo cũng đủ. Thân thể Bạch Tiểu Thuần này nhảy lên, thanh âm giống chuông lớn truyền ra, hiện hình chiếu Thánh Hoàng cách đó không xa, nháy mắt chớp hiện giống như suy nghĩ. Mà trên bầu trời lúc này, Tà Hoàng kinh hoàng, đầu tiên không tin Bạch Tiểu Thuần có 100 đạo, nhưng sau khi trải qua trận đầu tiên, Bạch Tiểu Thuần bạo phát ra hơn 10 đạo ánh sáng thái cổ. Hắn hiện tại vừa tới chỉ là vì mau cứu người, cuối cùng là không chút đau lòng ném 3 đạo. Điều này cứ giống như không phải cố ý biểu hiện ra tài lớn khí thô, khiến cho lòng Tà Hoàng lần nữa xuất hiện dao động đối với phán đoán của mình. Cuối cùng lòng thở dài, biết đại thế đã mất. Bạch Tiểu Thuần không chỉ là trưởng thành lên, cùng Thánh Hoàng liên thủ, thực sự có thủ đoạn khiến mình kiêng kỵ. Lúc này ý định tiếp tục dò xét hoàn toàn tiêu tan. Với chiến lực thái cổ của Bạch Kiều Thuần, hắn hoàn toàn xác nhận. Chương 1374, có còn sầu. Bạch Kiều Thuần, ta có thể cho người mang Công Tôn Uyển Nhi đi. Tất cả tù binh thế giới thông thiên ở Ta Hoang Triều hiện tại cũng có thể cho người. Thậm chí bản hoàng có thể mở ra biên giới, không chỉ thừa nhận địa vị thế giới thông thiên người, còn làm tất cả tu sĩ thế giới thông thiên ở Tà Hoàng Triều đi hay ở, tuyệt không làm khó dễ. Tà Hoàng hít một hơi sâu, không để Thánh Hoàng có thời gian tiếp tục cân nhắc. Lúc này lòng có quyết định, dứt khoát mở miệng không có do dự. Nhưng ta cần người thả hai vị thiên tôn, Nguyễn Yêu Tử, Vệ Ninh Thượng Nhân này ra. Lúc này lòng Bạch Tiểu Thần cũng có chút khẩn trương. Thật ra lúc này thực sự không còn ánh sáng thái cổ. Hắn là nắm tính cách Tà Hoàng, biết nếu mình đồng ý quá nhanh, sợ là lòng đối phương sinh nghi. Hơn nữa tâm tư Thánh Hoàng, Bạch Tiểu Thần có thể đoán ra, lúc này hoàn toàn không lộ tâm tình, thậm chí đối mặt với tòa hiệp Tà Hoàng, trực tiếp hừ một tiếng, giờ tay phải hiện, muốn triệu hoán ánh sáng thái cổ, nhìn về Thánh Hoàng. Đại ca chiến hay không chiến, người nói một câu. Lời nói này tràn ngập thiết huyết hùng hãn, thực tế đáy lòng hắn là lúc này lo lắng không yên. Thánh Hoàng à, người cũng đừng có hôn mê đầu, thực sự đồng ý đi, nếu người thực sự đồng ý, ta không muốn hãm hại người cũng không có cách nào. Nghe lời Bạch Tiểu Thuần nói, nhìn thấy Thánh Hoàng do dự, hơi thở Tà Hoàng nhất thời tăng nhanh. Trong chớp mắt, mắt lộ ánh sáng sắc bén, tay phải vung mạnh, nhất thời mặt trời đó bị tàn phá, đột nhiên biến ảo. Cũng lúc đó tay trái hắn cách không chộp về Tà Hoàng thành, nhất thời cả vùng chấn động vài cái, chỗ tam xoa kích cực lớn, rất gần Tà Thánh Hoàng lúc này là rung động, hình như bất cứ lúc nào lao khỏi mặt đất. Cùng với sự chấn động, sát khí mãnh liệt trực tiếp bạo phát. Dù là ở biển Vĩnh Hằng, Bạch Tiểu Thần cùng Thánh Hoàng là cảm nhận rõ ràng sát khí kinh thiên từ Tà Hoàng Thành. Thánh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần, dù hai người các người liên thủ muốn giết ta cũng không có khả năng, trừ khi một trong hai người có cam tâm tình nguyện cùng ta đồng quy vu tận. Mà một khi các người không quyết tâm như vậy, xem ra là thất bại. Dù Tà Hoàng Triều thuộc về các người, nhưng mà các người tin hay không, một mình ta có thể càng đáng sợ hơn so với hiện tại nắm giữ Tà Hoàng Triều. Tà Hoàng nheo cặp mắt, thanh âm càng băng lạnh, khiến cho hư vô bốn phía xung quanh như vậy đều đóng băng, ngay cả mặt biển là xuất hiện dấu hiệu muốn đông cứng. Bạch Tiểu Thuần nghe lời Tà Hoàng, lòng nhịn không được tán thưởng. Lời Tà Hoàng nói rất hay, biểu hiện ra lại nhíu mày, lộ ra sự biểu tình suy nghĩ sâu xa, đồng thời mắt mang ý muốn xem kỹ nhìn Thánh Hoàng. Thánh Hoàng thở dài, một trận này cơ bản không đánh được. Đương nhiên hắn cơ bản không tin Bạch Tiểu Thuần có trăm đạo ánh sáng thái cổ, thứ hắn cũng không nguyện ý nhanh như vậy cùng Tà Hoàng hoàn toàn trở mặt. Dù sao so sánh lâu dài, hiện tại Thánh Hoàng Triều nắm giữ tiền vực phạm vi lớn nhất, coi như đảo ngược lại thế cục nhiều năm trước đây, Thánh Hoàng vẫn được hưởng niệm lực từ lãnh địa trước đó mang lại, tu bị tăng nhanh. Nhưng Tà Hoàng là bởi vì lãnh địa thu nhỏ bị ảnh hưởng trọng đại, chờ thời gian phần ba thiên hạ ngắn ngủi, hiện tại lại biến hóa này còn chưa rõ, chưa đủ để hình thành nhân tố mang tính quyết định. Cho nên đối với hắn mà nói, hiện tại tuy duy trì tình trạng cân đối lúc này mới là có lợi nhất. Sau khi so sánh xong, lúc này Thánh Hoàng cười hà, nhị đệ, hiện tại ngươi mới đóng đồ, không thích hợp tiếp tục khai chiến. Huống chi tu sĩ thế giới thông thiên ở Tà Hoàng Triều họ là chờ đợi giờ phút này rất lâu. Vì huynh là biết suy nghĩ lòng ngươi, sao có thể để ngươi khó xử. Mà thôi, hôm nay ba vị thái cổ chúng ta lập tức lập giao ước. Trong vòng ngàn năm ba phương không xuất chiến. Tà Hoàng, như ý ngươi. Thánh Hoàng nhìn Tà Hoàng nói. Lòng Tà Hoàng thầm hừ một tiếng. Với tâm tư Thánh Hoàng hắn hiểu rõ, biết đối phương là muốn duy trì cục diện này, dù không cam nhưng mà sau khi nghĩ, mắt né không điều tra vẫn là gật đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần híp mắt, lòng hoàn toàn thở vào nhẹ nhõm. Cục diện như vậy hắn là điều hy vọng thấy.
chung quy ánh sáng thái cổ quán không còn, trừ khi lúc này đến lúc sang năm, nếu không chỉ cần đánh hắn là lập tức lộ nội tình. Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Thánh Hoàng cung Tà Hoàng, Bạch Tiểu Thuần nặng nề hừ một tiếng đồng ý chuyện này. Sau khi ba người nhìn nhau, từng người rời đi. Về phần chi tiết sau đó tất nhiên là từng người dưới quyền xử lý. Theo Thánh Hoàng biến mất, nhìn Tà Hoàng đi xa, lúc này Bạch Tiểu Thuần mới hít sâu một hơi, lòng thầm nghĩ chuyện mạo hiểm như vậy bớt làm thì tốt hơn. Quá nguy hiểm cũng quá kích thích. Tâm trạng Bạch Tiểu Thuần chột dạ, chưa có điều hắn hiểu rõ, không phải ba đạo ánh sáng thái cổ hôm nay lần nữa chấn áp. Dù mình không muốn nhưng chắc chắn chẳng bao lâu Tà Hoàng cũng vẫn đến thử. Dù là Tà Hoàng không đến, Thánh Hoàng cũng trùng quỷ thăm dò thử, cùng với bị động. Thử bị động, sau đó Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ngày hôm nay mình quyết đoán chủ động ra tay. Sức thuyết phục còn cao hơn, thể hiện ra đủ chấn áp. Còn lại 10 tháng, khoảng thời gian này tan lên ít gây chuyện thì thỏa đáng hơn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, ôm chặt Công Tôn Uyển Nhi nào thẳng tới tiên vực thuộc về hắn. Ở đường bay trở về, vì Công Tôn Uyển Nhi bị Bạch Tiểu Thuần ôm, mắt hắn thường xuyên vì tư thái xinh đẹp của Công Tôn Uyển Nhi hấp dẫn, nên là phần mông có chút đường cong kinh người lại khiến Bạch Tiểu Thuần sau khi thấy là nhịn không được muốn vỗ, cảm xúc thoải mái lên xuống này. Rất muốn vỗ một cái. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt. Không được, ta hiện tại có địa vị giống Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng, loại chuyện như vậy không thể lén lén nút nút nào, thật quá mất mặt. Hắn lại vội lắc đầu. Nhưng nếu không vỗ sau khi về tiền vực, Tống Quân Huyền cùng Chu Tử Mạch ở đó ta lại không có cơ hội, vỗ một cái cũng không có gì. Dầu dĩ một cái, Bạch Tiểu Thuần đơn giản bất chấp mọi giá, suy nghĩ dựa vào quan hệ giữa mình cùng Công Tôn Uyển Nhi, vỗ một cái cũng không có chuyện. Nghĩ tới tay trái chợt giờ trực tiếp đánh xuống, bốp, tay ngân thoành thúy truyền khắp tứ phía xung quanh. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần cảm nhận cảm giác trước kia, bất chợt phát hiện chẳng biết từ lúc nào Công Tôn Uyển Nhi lại có thể mở mắt, đang lạnh lùng nhìn mình. À, chỗ nàng có một con sâu. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt chột dạ, đồng thời phản ứng nhanh vội giải thích. Công Tôn Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, còn không bỏ tay ngươi ra. Bạch Tiểu Thuần lúc này nhớ tới tay mình còn đang ở trên mông đối phương, vội ho một tiếng cầm lấy lắc lắc. Một con sâu thật lớn, xem ra nó gặp may mắn, lại có thể để nó chạy mất. Công Tôn Uyển Nhi giả vờ không nghe, lúc này khi tỉnh dậy dù xíu lại có thể miễn cưỡng tự bay, vỗ túi đựng đồ, nhất thể bóng sáng Hầu Tiểu Muội từ trong túi chữ đồ của nàng bay ra. Mấy năm nay Công Tôn Uyển Nhi dẫn theo Hầu Tiểu Muội, trước đó bởi vì đi nhanh lại gặp nguy hiểm, lúc này mới thu Hầu Tiểu Muội bên trong. Hiện tại tính chuyện thứ nhất là để cho nàng từ trong túi đựng đồ ra, thế lược lòng nàng thực để ý người tiểu tử này. Tiểu Thuần ca ca, Hầu Tiểu Muội mới xuất hiện, thấy Bạch Tiểu Thuần nhất thời vui mừng bất ngờ, đồng thời mắt có lừng tròng tiến đến một chút nhào tới lòng Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng vui sướng tự nhiên à, để đến eo Hầu Tiểu Muội lại tự nhiên thuận thế hạ xuống phía dưới. Nhưng Công Tôn Uyển Nhi là nhăn mày hừ lạnh một tiếng, lại có sâu sao? Tay Bạch Tiểu Thuần cứng đờ, Hầu Tiểu Muội vô cùng kinh ngạc nhìn phía sau hiếu kỳ hỏi, sâu gì? Bạch Tiểu Thuần chợt ho khan một hồi, vội dẫn dắt trọng tâm vấn đề nói với Hầu Tiểu Muội cùng Công Tôn Uyển Nhi về sau khi mình trở về. Công Tôn Uyển Nhi không có vạch trần, dù là mặt lạnh thỉnh thoảng nhìn Bạch Tiểu Thuần, mắt mơ hồ không giống trước đây. Lại như vậy ba người cách tiên vực càng gần, nhất là tiếng cười như chuông bạc của Hầu Tiểu Muội một đường truyền khắp bốn phía xung quanh, lộ vẻ vui mừng. Tâm tư Bạch Tiểu Thuần chậm rãi bình tĩnh, nụ cười trên mặt càng lúc càng nhiều, dường như là trở lại ở thời gian Đại Lục Thông Thiên năm đó. Nhưng tất cả điều tốt đẹp này sau khi trở lại tiên vực, lúc mọi người cùng Tống Quân Uyển Chu Tử Mạch nghênh đón, mắt nhìn nhau, tim Bạch Tiểu Thuần chợt đập thình thịch. Đây không phải Hầu Tiểu Muội sao? Mặt Tống Quân Uyển mặt tươi cười, Chu Tử Mạch bên cạnh cau mày, dù không nói chuyện nhưng nàng cố gắng ưỡn bụng. Các nàng trước đó thấy Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ra ngoài lo lắng khẩn trương, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần dẫn theo hai nữ nhân về, một người còn là Thanh Mai Trúc Mã, một người khác nguồn gốc sâu xa thâm hậu, nhất là hai vị này còn là thầy trò, khiến cho lòng các nàng có suy nghĩ sai lệch. Mà là Hầu Tiểu Muội ở đây lúc này mắt choáng váng, nhìn Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Uyển nhất thời ưỡn cái bụng lớn, nàng quay đầu nhìn vẻ mặt lúng túng Bạch Tiểu Thuần một chút, tức giận trong lòng dần dần dâng lên. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần ở đây bị ánh mắt ba nàng chăm chú, có chút sởn gai ốc tóc gáy, Bạch Thiên Sư, Đại Thiên Sư bên cạnh nặng nề hò một tiếng, vội nhìn Công Tôn Uyển Nhi cúi đầu. Bái kiến Thiên Tôn. Thiên Tôn có thể gia nhập thế giới thông thiên ta là may mắn, thế giới thông thiên ta là chuyện cực lớn, từ nay về sau ai dám nói thế giới thông thiên ta không có Thiên Tôn thứ hai. Lời Đại Thiên Sư nói rất đúng lúc, rất tuyệt. Bạch Tiểu Thuần nhất thời cảm kích, lập tức dùng đề tài này giới thiệu Công Tôn Uyển Nhi cho mọi người. Thật lâu sau mới là tìm cái cớ vội rời đi. Ánh mắt đến từ các nàng khiến cho Bạch Tiểu Thuần lúc này là cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Trời ạ, à, lúc các nàng nhìn ra lại có thể đều có sát khí, ta đến cùng nên làm cái gì?
Bạch Tiểu Thần nhăn mặt nhíu mày, sau khi trở lại mật thất khoanh chân ngồi đó, bắt đầu thở dài. Chuyện này đều tại ta. Ai lão thiên gia, ngài nói đi, tại sao lại khiến ta ưu tú như vậy? Ngài biết không, ngài khiến cho ta ưu tú như vậy ta rất phiền não. Bạch Tiểu Thần bùi ngùi thở dài, bộ dáng bất đắc dĩ sờ túi đựng đồ, trong đó rất nhiều thư tình cất kỹ tới nay như bảo bối. Ta đã rất khắc chế. Bạch Tiểu Thần thở dài lại thần sắc khó, lén một tia đắc ý. Bạch Tiểu Thần phiền não người ngoài không cách nào biết, thậm chí thời khắc này Bạch Tiểu Thần hình như muốn nhàn rỗi hơn so với trước. Bất luận với xây dựng hoàng thành hay với ổn định người từ hoàng thành triều cùng ta hoàng triều tới, mọi việc là truyền có người chịu trách nhiệm xử trí. Mặt theo Bạch Tiểu Thần ở đây cùng ta hoàng giao dịch, khi vẻ mặt nguyên tử yêu cùng phệ linh thượng nhân mệt mỏi bị người ta hoàng triều mang đi, từng nhóm tu sĩ thế giới thông thiên được đưa tới rất nhiều. Rất nhanh toàn bộ thiên vực thế giới thông thiên trở nên náo nhiệt. Mỗi một chỗ thành trì đột ngột từ mặt đất sông lên, từng dãy núi bốn phía xung quanh thiên vực được bố trí hình thành vách ngăn. Bạch Tiểu Thần vốn tìm Hầu Tiểu Muội muốn nói chuyện tâm tình, sau khi Hầu Tiểu Muội tới đã bị Tống Quân Huyền cùng Chu Tư Mạch chú ý. Tuy rằng bên cạnh nàng cũng có được đại thiên sư an bài không ít người hầu, nghiễm nhiên xem nàng trở thành một trong hoàng phi. Nếu bàn về mức độ tự do, so với khi ở cạnh Công Tôn Huyền nhìn lại giảm đi một chút. Chương 1375, Nguyên Điểm. Đối với điều này, lòng Hầu Tiểu Muội tức giận, nhất là nghĩ tới bụng Chư Tử Mạch cùng với Tống Quân Uyển nàng không phục. Đối với Bạch Tiểu Thuần nàng là cố tình không để ý, lại là thầm suy nghĩ biện pháp. Bạch Tiểu Thuần mắt tới Hầu Tiểu Muội không để ý tới mình, bất đắc dĩ tìm Công Tôn Uyển Nhi. Nhưng Công Tôn Uyển Nhi thân là thiên tôn, dù địa vị cao cả lại không muốn chuyển ra phòng bà, khiến mọi người hiểu nhầm. Hơn nữa nàng vốn đang có thường thế, trực tiếp lựa chọn bế quan. Vẫn là một lão bà tốt. Bạch Tiểu Thần than thở, nhìn thiên vực bận rộn, chỉ có thể một mình trong đại điện thở ngắn thở dài. Cũng may tất cả điều này không duy trì quá lâu. Theo số người ở thiên vực số tăng, và một tháng sau, ở Hoàng Thành, ở khu vực trung tâm thiên vực cuối cùng được xây dựng nối ra, đổ sộ đứng vững. Hoàng Thành này đầy khí thế, từ xa nhìn lại bị 9 dãy núi tập trung lại tô nên. Đặc biệt là 9 dãy núi này ngừng tụ một chỗ, đàn xen lẫn nhau hình thành bức tượng. Bức tượng kia chính là Bạch Tiểu Thuần, mặc đế bào tay phải sơ lên, thình lình lưng đến một cái tòa thành trì thật to, tay phải của hắn là nâng đến. Trên đó là bóng nước cực lớn. Nước bên trong bóng nước bình thường không thể so sánh mà là nước biển của Vĩnh Hằng. Cái này chưa tính là gì, chỗ hoàng thành nơi này được đám đại thiên sư cùng quy hoạch, thậm chí là vì kỷ niệm đối với đời khôi hoàng thứ nhất, không tiếc phát động nhân thủ. Trong toàn bộ thiên vực Vĩnh Hằng, bất luận trong mặt đất vẫn là nước biển, hoặc là ở trên đảo Vĩnh Hằng thu thập mảnh vỡ đá máu thịt của khôi hoàng đời thứ nhất phần tán bốn phía. Lúc thế giới thông thiên trước đây nổ tung, dù không tìm được tất cả cũng tìm được phần nửa. Những cái thạch máu thịt này đều được dung nhập trong bức tượng khổng lồ của Bạch Tiểu Thuần, lập tức khiến bản thân bức tượng có đầy đủ sức lực, lực lượng kỳ dị nào đó. Hay là người huyết mạch thế giới thông thiên khi bước vào bức tượng, lực lượng huyết mạch của họ càng sinh động hơn, tốc độ họ tu hành cũng nhanh thêm. Đồng thời chiến lực cùng khả năng luyện linh của họ đều hoàn toàn không giống người khác, mà rõ ràng nhất chính là Thánh Hoàng Thành tay trái bức tượng Bạch Tiểu Thuần. Hoàng Thành này từ xa nhìn lại không có nhỏ, cực kỳ rộng lớn, nhưng mà nhìn gần lại càng như vậy, trong thành trì đủ để dung nạp ngàn vạn tu sĩ. Mỗi chỗ kiến trúc, từng đường đi theo tu sĩ tập trung lại, nhất thời là gây đến náo nhiệt vô cùng. Ở trong hoàng thành này, đối với mức độ tăng cường huyết mạch càng là mãnh liệt hơn. Đồng thời trong quy hoạch đám đại thiên sư tất nhiên không quên phòng hộ. Từng tầng một, trận pháp bốn phía xung quanh phối hợp với lực lượng của bức tượng khiến cho trận pháp mặc dù không bằng tà hoàng thành cùng thánh hoàng thành, nhưng thiên tôn cũng không có thể đơn giản chấn động. Tất cả điều này vốn là khiến người ta chú ý, có thể khiến cho người ta thích kinh người hơn. Trong bức tượng Bạch Tiểu Thuần mi tâm vốn là vị trí thông thiền pháp nhãn. Từ xa nhìn lại, nơi đó giống như là một viên thủy tinh màu tím cực lớn. Nếu nhìn gần có thể nhìn ra, đây cơ bản không phải là thủy tinh, mà là một loại thần thông đặc biệt nào đó hình thành ánh sáng màu tím gần như vĩnh hằng. Trong ánh sáng màu tím đại biểu cho trí cao vô thượng này là một cái tòa hoàng cung màu tím.
Hoàng cung này tinh mỹ xa hoa, đồng thời là ẩn chứa khí thế, khiến mọi người ở sau khi thấy cũng nhịn không được lòng là sinh ra sự kính sợ. Lúc này, ở trong hoàng cung, Bạch Tiểu Thần nhàn rỗi quá lâu, ngồi trên long nghỉ duy nhất của đại điện. Phía dưới hắn bày ra 3 chiếc ghế phượng, Tống Quân Uyển, Chu Tử Bạch cùng Hầu Tiểu Muội ngồi chỗ đó. Họ thỉnh thoảng quan sát lẫn nhau, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thần một cái. Bạch Tiểu Thần thở dài bất đắc dĩ nhìn đại điện phía dưới, hơn 100 người tranh cãi với nhau. Nếu để ta nói chúng ta lại phải gọi là Bạch Hoàng Triều, thế này không tốt, không phù hợp với truyền thống. Chúng ta phải gọi là Thông Thiên Hoàng Triều. Các người lẽ nào quên tổ tiên? Tổ tiên chúng ta là Khôi, chắc hẳn phải kéo dài huy hoàng tổ tiên là Khôi Hoàng Triều. Trong tiếng tranh cãi mọi người, có đại thiên sư, có cựu quỷ vương, có cựu u vương, linh lâm vương, đấu thắng vương, có bán thần đồng mạch các bắc mạch phía trước. Ngoài trừ bán thần thuộc thế giới thông thiên, hơn 10 bán thần khác lại là những người từ hai đại hoàng triều quy thuận Bạch Tiểu Thuần. Công Tôn Uyển Nhi đứng một bên, đối với điều này không tham dự. Về phần những người khác lại là đang tranh chấp. Ngay cả Linh Kê lão tổ cũng phát biểu suy nghĩ, mà thân phận hắn đặc biệt, lời hắn nói ra cũng khiến không ít người ủng hộ. Chỉ có điều may mà Lý Thanh Hậu không nói gì, nếu không lấy thân phận càng đặc biệt hơn quán, sợ rằng lời nói ra ngay cả đại thiên sư cũng không thể coi thường. Mắt thấy mọi người tranh chấp giống như chẳng có cách nào kết thúc, Bạch Tiểu Thần thở dài, hiện tại đối với quốc hiệu tranh cãi rằng có 2 ngày. Trong 2 ngày này mỗi người đều có suy nghĩ riêng mình, trong đại điện này lỗ lực khiến Bạch Tiểu Thần đồng ý. Dù sao hiện tại thế giới thông thiên nắm giữ tiền vực cũng thực sự đến thời khắc cần lập quốc. Nếu không lập quốc sợ rằng lòng người xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, mắt Bạch Tiểu Thần tinh quang chớp hiện, tay phải chậm rãi giờ, từ xa xa phía xuống dưới. Rõ ràng không triển khai tu vị cùng khí tức, nhưng người phía dưới nhìn như tranh chấp, thực tế đều chú ý tới Bạch Tiểu Thuần. Lúc này trong nháy mắt mọi người lặng ngắt như tờ, mọi người đồng thời ngẩng đầu thấy nhìn phía Bạch Tiểu Thuần. Được mọi người kỳ vọng, Bạch Tiểu Thuần sớm thành thói quen. Sau khi trầm mặc một lát, giọng hắn trầm thấp vang toàn bộ trong khung cung điện. Trước kia, trước khi Khôi Hoàng đời trước ngã xuống, truyền thừa cho ta. Ngày hôm nay, người thế giới thông thiên chúng ta trong vô số sinh tử dãy ruộng cuối cùng đứng vững bước chân, chúng ta chắc hẳn nên gửi chào phía Khôi Hoàng. Chúng ta càng chắc chắn phải tôn trọng tổ tiên, không cần tranh luận. Từ giờ khắc này, khôi phục xưng là Hồ Khôi Hoàng Triều, để cho đoạn số mệnh bị thông thiên đạo nhân trở về quỹ tích ban đầu. Tiên vực vĩnh hằng chúng ta muộn mấy vạn năm, ngày hôm nay chúng ta tới. Bạch Tiểu Thần nói xong, thân thể đứng lên, sử dụng thân thể đứng lên quán, sử dụng giọng quán nói cho mọi người Khôi Hoàng Triều xuất hiện. Tiếng hít thở nặng lề lập tức từ miệng hơn 100 người phía dưới chuyển ra. Lòng mỗi người kích động, họ trước đó dù tranh chấp nhưng Bạch Tiểu Thần trí cao vô tượng, đủ khiến một câu của hắn quyết định tất cả. Giờ phút này không có nửa điểm ý kiến bất đồng, thậm chí lòng họ đều là cho rằng Bạch Tiểu Thần nói là đạo lý chân chính. Đại thiên sư là người đầu tiên đi ra, mặt ửng đỏ, mắt mang ánh sáng, lòng cảm thấy mấy năm nay mình bỏ ra không uổng phí. Theo sự kích động trực tiếp hướng Bạch Tiểu Thần bái lạy, bái kiến Khôi Hoàng. Cựu quỷ vương, cựu u vương, tất cả bán thần đồng mạch, rất nhiều người phía sau họ thi nhau làm vậy, hướng Bạch Tiểu Thần đồng thời bái kiến. Bái kiến Khôi Hoàng, dù là Công Tôn Uyển Nhi, dù là Chu Tử Mạch, Tống Quân Uyển, Hầu Tiểu Muội, chớp mắt tất cả bị bóng dáng Bạch Tiểu Thần rõ ràng không lộ tu vị, lại giống tản ra ánh sáng vạn trượng chấn động tâm thần, tất cả đứng dậy cúi đầu. Lòng Linh Kê lão tổ, Lý Thanh Hậu là vui tới cực hạn. Họ hiểu rõ, trong hoàng cung này, Bạch Tiểu Thần từ nay về sau là Khôi Hoàng, một trong 3 đại hoàng giả tiên vực vĩnh hằng. Họ ít hơi thật sâu cũng ôm quyền bái lạnh. Mà theo thanh âm bái kiến trong hoàng cung truyền ra, trong Khôi Hoàng Thành lúc này, mấy trăm vạn tu sĩ thế giới thông thiên chú ý mật thiết. Nghe thanh âm lúc này nhớ thời phấn chấn kích động, họ đồng thời quỳ lại xuống trong miệng hồ to. Bái kiến Khôi Hoàng! Bái kiến Khôi Hoàng! Theo sóng âm đẩy khí thế, từ Khôi Hoàng Thành truyền ra dần dần. Từ bức mặt đất xung quanh tượng, bức tượng xung quanh mặt đất, từ miệng càng nhiều tu sĩ truyền ra, thanh âm khuếch tán từng đợt, cuối cùng là tràn toàn bộ tiền vực. Giữa khắc này, bất luận tà hoàng thánh hoàng trong hoàng cung họ nhìn chăm chú Khôi Hoàng Thành. Giờ phút này tất cả thiên tôn bán thần thiên nhân cùng vô số tu sĩ trong hai đại hoàng triều, thâm thần mỗi người chấn động cảm nhận. Giữa hai đại hoàng triều lúc đó, khí thế hiên ngang quật khởi trời cao. Giờ phút này thậm chí tiên vực Vĩnh Hằng, mẹ Vĩnh Hằng thần bí hình như mở mắt chăm chú nhìn hai tử thứ ba của nàng cuối cùng thực sự về. Khôi Hoàng Triều lập quốc, từ nay về sau ý nghĩa chân chính, tiên vực Vĩnh Hằng, thiên hạ phân ba. Lịch sử thay đổi cũng là một cái chớp mắt bị xoay trở về nguyên điểm.
Cho dù là Khôi Hoàng Triều tới chậm, trùng quỷ vẫn là xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần cũng vui vẻ cảm thấy mình trở thành Khôi Hoàng, nhưng vậy có thể ra lệnh, chỉ là rất nhanh phát hiện. Dù có thể ra lệnh nhưng mà ở trên trị quốc, Đại Thiên Sư rõ ràng am hiểu hơn. Tổng thể Bạch Tiểu Thuần vì thân phận mỗi lần ra ngoài là gây chấn động không nhỏ. Mắt thấy vô số người vì thế bận rộn, Bạch Tiểu Thuần cũng băn khoăn, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, trở thành lãnh tụ tinh thần Khôi Hoàng Triều. Với hoàng quyền, Bạch Tiểu Thuần không để ý. Dù lúc Đại Thiên Sư từng ở Man Hoang có được mất quyền lực, nhưng Bạch Tiểu Thuần không có để ý. Hắn biết rõ một điểm, chỉ cần tu vị mình không ngừng tăng trưởng như vậy, không ai có thể cướp tất cả thuộc về hắn. Mà theo Khôi Hoàng Triều lập quốc, địa vị tu sĩ thế giới thông thiên không ngừng tăng cao, sự an bình đã lâu một lần nữa trở về. Tất cả hình như đi về phương hướng phát triển tốt. Bụng Tống Quân Huyền cùng Chu Tử Mạch mỗi ngày càng lúc càng lớn. Đối với chuyện này, mức độ lưu ý của đám Đại Thiên Sư Lý Thanh Hậu là vượt qua Bạch Tiểu Thuần. So với nói dùng thực lực một nước hộ tống bảo vệ cùng chênh lệch không bao nhiêu. Nhất là địa phương hai nàng ở càng được phòng hộ nghiêm ngặt, hoàn toàn không cho phép xuất hiện bất ngờ. Bạch Tiểu Thuần không có tiếp tục nhàn rỗi, nhưng mỗi ngày là đến cạnh Tống Quân Huyền cùng Chư Tử Mạch, không ngừng làm bạn với các nàng, hưởng thụ sự ấm áp hắn rất lâu không lĩnh hội. Chỉ duy nhất có điều khiến Bạch Tiểu Thuần lúng túng là xử lý những đạo lữ của mình thế nào. Rất đau đầu, bất luận Tống Quân Huyền, Chư Tử Mạch nạt đều rất kiêu ngạo, tính tình không nhỏ. Nhất là hiện tại tâm tình hắn thay đổi, nhiều lần căm tức lẫn nhau, bộ dáng giống như muốn đánh nhau. Bạch Tiểu Thuần thấy cũng hãi hùng kiếp vía vội kéo ra. Tất cả điều này rơi vào trong mắt Hầu Tiểu Muội, lòng nàng càng ủy khuất. Nhất là nhìn bụng Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Huyền, nàng càng nghĩ càng không phục. Vì vậy lén tìm Lý Thanh Hậu, bảo Lý Thanh Hậu làm chủ cho nàng. Đối với Lý Thanh Hậu mà nói, trong Khôi Hoàng Triều, vì thân tình giữa hắn cùng Bạch Tiểu Thuần lại giống như phụ thân, khiến địa vị của hắn vô cùng siêu nghiền. Đồng thời những đạo lữ này của Bạch Tiểu Thuần với hắn là rất tôn kính. Tống Quân Huyền không nói mỗi ngày tới bái kiến, cũng cách 3-5 ngày tới tỉnh an. Về phần Chu Tử Mạch, dù nàng quật cường cũng thường xuyên bái kiến Lý Thanh Hậu. Chứ điều với Lý Thanh Hậu mà nói, ba người con dâu này hắn thích nhất vẫn là Hầu Tiểu Muội. Dù sao Hầu Tiểu Muội là thành viên Ninh Khê Tông, còn là đệ tử một mạch này của hắn. Thậm chí có thể nói hắn tận mắt nhìn thấy hai người Bạch Tiểu Thuần cùng Hầu Tiểu Muội dần dần cùng nhau đi tới. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.